Rồi chào anh em, buổi trưa vui vẻ. Bây giờ em lên với anh em ít món phụ tùng quay 110 nha anh em. Bữa nay em có về hàng, em có về một số hàng đấy mà không dùng á, như là cái cao su gác chân trước, cái chân sau này em cũng về được một ít nè. Cao su gác chân trước là em có khoảng 20 cặp thôi nha anh em. Anh em có xài thì điện cho mình. Với lại cao su cái chân sau thì anh em mua lẻ là cái anh em mua lẻ hai cái cao su không thì em vẫn bán luôn. Anh em mua lẻ hai cục cao su cái chân sau không vẫn bán. Nếu mà xe của anh em mà lỗi sắt mà nó còn đẹp á thì anh em xài lại lỗi sắt. Thì anh em mua lẻ hai cục cao su cái chân sau không thì em vẫn bán nha. Đó. Còn anh em mua đủ nguyên bộ thì em cũng có đủ nguyên bộ cho anh em luôn nha. Đủ nguyên bộ giá nó cao chút xíu nha anh em. Bây giờ anh em có một con em mua được một cái bụng máy 99 quay 110 cuối 99 đầu 2000 cọp căng nha anh em. Em gã ra rồi, cái con máy này đáng lý ra em không có gã đâu anh em, tại cái lốc nó bị lỗi rồi, nó bị nứt cái chỗ con ốc xả nhớt rồi. Chứ thôi là em để nguyên bụng cho anh em luôn rồi. Bây giờ em báo giá anh em coi được nào lấy đó nha. Giờ em báo giá nhanh luôn nha anh em, tại vì gần 1 giờ rồi, em tranh thủ em gói đồ cho anh em nữa. Bình xăng con Mikuni nè, 1 triệu một bình. Bình này mình bán 1 triệu rồi mình bán thanh lý nha. Chứ trước đó mình mua cả 1 triệu 1, 1 triệu 2 mình quên nè. Tại vì đợt đó về cái lô 20 bình mà mình bán còn đâu khoảng 4-5 bình thôi, bán cho nó rồi luôn. Đó, mới 100% chưa xài nha. Hỏng lớn. Kéo nghe tay. Bình này anh em gắn hệ máy 110 nha. Một bình như vậy là Mikuni da băng nha, một bình như vậy là 1 triệu. Tiếp theo nữa là bộ tăng cam là đầy đủ nè, sơn cam bánh xe lồng, bánh tăng bánh lồng bánh đỡ lò xo ống 6 tăng cam nha, sơn cam 110 90 mét, ống 6 nè, ống 6 zin chính hãng nha, lò xo ống 6 zin chính hãng nè, bánh đỡ lớn nè, bánh đỡ lớn 110 anh em, bánh đỡ lớn 110. Rồi đây là bánh lồng nè, bánh lồng nè, bánh lồng này hàng hai tem hải quan chính ngạch nha anh em, hai tem. Kép là 850 đúng bánh bánh xe lồng 110, bánh xe lồng nhỏ anh em. Bánh tăng nè. Zin chính hãng nha. Còn đây là cao su nút đẩy ống 6 nè, một bộ vậy là 600 nha anh em. Cho qua. Tiếp theo nữa là cần thắng cộng nhỏ thì 300.000 cộng, cái này mình bán hoài luôn á. Chỉ giới thiệu nhanh cho anh em thôi. Sẵn có cần số sắp hết rồi nha. Anh em có lấy thì lấy nha, 700.000 một cây sắp hết rồi. Còn chỉ có 9 cây mà hồi sáng bây giờ mình bán hết 6 cây rồi, còn 3 cây nữa. Anh em có lấy tranh thủ nha. Đây. Rất đẹp nha anh em, 300.000 một cây. Cái này anh em dùng xe mới là ok. Cộng nhỏ nha anh em. Giống theo xe, giống đời 2000. 300.000 một cây, hình lên xe đẹp nha. Còn cần số này thì mình có giới thiệu với anh em hồi tối rồi đó. Cần này thì nước xi nó cực kỳ miễn bàn, nước xi nó giống theo xe. Đó. Gai thì nó đẹp hơn gai hàng new thái mới bây giờ anh em ơi. Gai hàng new thái mới bây giờ thì nó dẹp. Nó kiểu như nó sẹp lép à. Đó, còn thằng này là cài dạng như cần số 99 nè. V nè. T nè. Nói chung là đồ mã cũ chắc chắn lắm. Nó có cao su nữa nghe anh em, cái cần số với cao su luôn á là 700 nghe anh em. Nói chung là khác một trời một vực với lại cần số hàng new thái mới nghe anh em. Anh em có xài thì alo mình. Còn ở đây mình có tay thắng quay thái 204C. Tay này nó cũng giống như tay 110 mình thôi, nhưng mà tay nó tay si, tay này tay toàn. Tay này tay thắng đùm 203 toàn nè. 203 toàn là tay thắng đùm si nha. Một tay như vậy là 250.000. 250.000 một tay. Thắng đùm thắng đĩa đồng giá nha, 250.000 nha. Tay này tay toàn anh em. Thằng này 204 nè. Ô thằng này nó sản xuất sau 207 thì nó cũng giống như cũng hàng mã cũ toàn đó. Rồi em tiếp theo anh em khách gọi thì 250.000 một tay nha. Anh em xài cho quay 110, quay 100 là vô tư nha anh em. Dít ít đồ đó, full 1 đồ xài được hết nha. Quen pha thắng đùm ok hết nha anh em, quay 110 đồ xài được hết nha. Tem thông số đầy đủ 7 con tem, 250 một bộ. Tem sườn, tem yếm, tem gấp cạc te đó, tem gấp tập te, tem học bình đầy đủ nha, 7 con nha, 250.000.
em gấp sạch te đầy đủ nha anh em, 250.000. Bộ cao su heo dầu trên dưới, là cái này là mắt kính thâm dầu trên nè, ron nè, 4 phát 4 sim chỗ hai chiếc bít tông heo nè, cao su che, cao su đậy ốc xả gió nè, hai cao su heo nè, đó 150.000 một bộ. Tiếp theo nữa là xá xị quay 110 tồn nè, 300.000 một trái nè, mình bán là tối giờ là gần cả chục trái rồi đó nha anh em. Bây giờ là quay clip xong là phải tranh thủ vô gói hàng cho anh em ngay để không thôi không kịp. Đó, anh em thấy nó đẹp không? Mình đang đặt hai cái thùng hai bên mà nó chưa có hàng, từ từ. Đó. Màu cực kỳ đẹp anh em. Chế mới thì nó trắng quá. 300.000 một trái ha. Kim đồng hồ quay 110. Kim này anh em nào mà bị bạc kim thì thay thế ha. Kim này có thép vàng đỡ ở trong này nha anh em. Kim này đẹp, bao anh em lên xe 9-10 như rim. 150 một cặp. 110 mới thay được anh em, 110 nè. Quay nói chung là những cái đồng hồ quay Thái mới xài được nha, quen pha xài không được nha. Đó. Cao su cái chân trước. Đúng mã quay Thái 110 nha. 101 một cặp. Ố, đúng rồi. Cũng đâu bóc lộn cái sao chứ. Cao su cái chân trước quay Thái 110 zin chính hãng. Đây nè, zin chính hãng. Có mực màu đây. 101 một cặp. Nè, hình con chuồn chuồn nè. Cái cao su cái chân trước mà đúng hàng zin là anh em xài nó mau mòn lắm nha anh em. Tại mình xài hoài mình biết. Tại nó bám xài mau mòn, có mực màu nè, mềm mèo nha. 101 một cặp ha, zin chính hãng. Đó. Còn anh em mua lẻ một cái hai cục cao su cái chân sau này không á thì 108. Hai cục cao su cái chân sau này anh em ít thấy ai bán lẻ lắm, tại vì em có dư thì em bán lẻ cho anh em. Nếu mà anh em lấy hai cục cao su cái chân sau không á, zin chính hãng nha, là 108. Đó, zin chính hãng, đúng đồ xịn nha anh em. Đây. Còn anh em mà lấy cả bộ á thì 450, cả bộ nó bao gồm là hai cục cao su cái chân sau nè. Hai cái lõi sắt quay 110 theo xe, lõi sắt đặt, ý xin lỗi, hàng Thái mới nha. Hai cái lõi sắt này là hai lõi sắt chính hãng luôn nha anh em. Chính hãng luôn nha, lõi sắt đặt nha anh em. Lõi sắt đặt nè anh em thấy không? Nặng lắm. Chữ nằm giữa nè nha, đúng mã 110 là chữ nằm giữa nha anh em. Để em dịch cho anh em coi. Nè, chữ L, chữ bự nè. Đó, chữ to nè, thấy không? Nằm ở giữa nha. L với R hai chữ to nằm giữa là đúng 110 nha, còn nằm ở trên là chữ nhỏ alpha nha. Đây. L đó, chữ bự nha. Đó, một bộ đó là hai cao su nè, hai lõi sắt nè. Và nó có những cái hai miếng lông đền chặn nè. Zin hết, bao anh em đúng đồ xịn hết. Hai cái này hai cục sỏ, hai cốt sỏ nè, hai cốt sỏ nè. Rồi hai miếng chặn nè. Zin hết. Đó. Và mấy cái khoe luôn. Khoe này thì một túi nó tới 10 khoe, bởi vì khi mà mình giao cho anh em là mình sẽ xé ra mình đưa nha. Nè, khoe mắt in dao băng luôn. Đó. Khoe gài đó nè, mắt in dao băng luôn. Đó thì một bộ full đầy đủ như vậy là 450. Đó. Bách lồng 2.000 tồn. 800.000 một cái. Ôi đồ mình thì nhiều lắm anh em ơi. Anh em cần cái gì mình cũng có, hầu như là có cũng đủ. Đây. Đó. Bao đẹp cho anh em nha, full túi chưa xé ra nha. Đây. Em còn một cái này. Cái này chắc anh em nào mà biết chơi mới chơi được. Lỗi cũ đề quay 110 tồn chưa xài nè. Nè, chưa có dấu xài nè nha anh em. Mình bán là chưa xài là nói chưa xài nha anh em. Xài rồi là nói xài rồi nha. Nè, bật đạn đúng mã luôn nha anh em. Nè, nghe anh em, Thái Lan này nha. Đó, đúng mã cho anh em luôn nha. Đúng đồ tồn chưa xài nha. Lỗi này 1 triệu nè. Chỉ có anh em nào mà chịu chơi mới chơi mấy cái này nha. Ví dụ như cái thân đẹp mà cái lỗi anh em khuyết á, cái đầu của người ta chưa có dấu hiệu xài nè nghe anh em. Ừ, chịu nha. Cái bây giờ gon á, thì bây giờ anh em nào chơi căng á, thì chơi, còn không chơi mà hàng tầm trung thì anh em cứ xài gon hàng mới bây giờ bình thường. Gon tồn nè, gon bốn lỗ tồn nè, chưa xài nè.
Gon này một miếng 800 ngàn lận, nó mặn lắm. Miếng gon bốn lỗ toàn hai mặt xanh. Nhưng mà quan trọng là cái mặt xanh kia nó quay ra, chứ không phải là xanh này quay ra anh em, mới đúng hàng. 800 ngàn miếng nè, này chỉ có xe cọp chơi căng rồi mới chơi. Gon nồi toàn nè, gon nồi toàn nè, 300 ngàn miếng. Đó, anh em được chơi căng này chơi mấy cái này. Lô vip. Gon cánh bướm toàn nè. Nè, thấy không? Nó quan trọng là cái xanh nó quay ra, anh em hiểu không? Con cánh bướm này 250 ngàn miếng nè. Con bụng giữa toàn nè. Quay 110 đúng mã KPL 850 nè. Xanh nè, thấy không? Con bụng giữa toàn này là giá là 300 ngàn một miếng ha. Rồi, ok. Tiếp theo nó là cặp phốt chơi cặp chân rít quay 110 tồn kho chưa xài, mắt in cho băng 350 ngàn một cặp. Cặp chân rít quay 110 tồn kho mắt in cho băng full túi chưa xé 350 ngàn một cặp. Anh em ngoài miền Bắc hay gọi là dẫn hướng đó. Đây căng nha anh em. Cặp xúc bắp quay thái 110 hàng niêu. Niêu là nói niêu, tồn là nói tồn, anh em mình mua bán là gõ nét nha, chứ không có linh tinh nè. Nó hai cây này mã khác nhau nha, cây xăng cây lửa, cây F6 này là cây lửa nè. Còn cây này cây xăng nè, cây xăng cái FM. Đây, FM F6 đây. Một cặp này là 600. Đó. Anh em nào làm đầu lại thì muốn ngon chỉnh chỉ thì xài 600. Hai này thì nếu anh em lấy một bộ gì 900. Sọ khỉ quay 110 toàn. Full túi. Đó, màu thì anh em nhìn tự đánh giá được ha, này chắc cũng khỏi giới thiệu rồi nhìn là biết rồi ha. Đó, quân túi một cái vậy là 800 nè, quân túi nè, bé nhầy luôn nè. Nè bây giờ là tới đồ máy cọp nè. Trước khi đi vào đồ máy mình có một cái cần thắng quay 110 99 nè, theo xe nè, gai còn vip nè anh em, nó có mòn nhẹ ngoài mép này chút xíu siêu nha, gai còn đẹp nè. Thấy không, nó có mòn nhẹ ngoài mép này xíu xíu nha. Cây này có chữ S nè, anh em thấy không, có chữ S nè. Nước xi còn khá là đẹp nha, có cấn gác máy chút xíu nha anh em, đây nè. Cây này cũng phải có bị cấn hết chân, ít hay nhiều nhưng mà khi lên xe thì nó bích rồi. Thành lên xe rất đẹp nha. Xi ok nha. Đó. Dạ dưới thì nói chung có chày nha anh em. Phải có chày nhưng mà nó chày cũng ít thôi chứ không có nhiều đây nè. Cây này anh em lấy giá 600 nè. Bây giờ mình tới phần đồ máy quay 110 ha. Đồ máy này thì đồ cọp giá rất là căng. Anh em nào chơi là được thì mình chơi, còn chơi không được thì không sao hết ha. Anh em mình giao lưu vui vẻ nha. Giá nó rất là căng, tại vì đồ này là đồ dạng như mình mua rã trên xe ô tô thấp. Đồ nó vip dành cho những cục máy mà anh em nào ráp căng căng, ví dụ như anh em có điều kiện thì anh em xài. Không quan trọng nha. Thiệt là tình đó chứ, coi cây dên nè. Nguyên cái bụng máy nó cọp lắm anh em ơi, mình mới rã ra sáng luôn, nhận máy xong rồi nè. Anh em coi nè, bà nội cha đó không. Nứt nhẹ ngay chân cái con ốc xả nhớt nè anh em thấy không. Bây giờ mình chỉ bán cây dên được cho anh em thôi, chứ cái lóc này sao mà bán. Cái lóc này nứt như vậy là thua rồi. Chỉ có nước mà đắp hàng lại thôi, mà đắp hàng nó đâu có đẹp đâu. Con máy này con máy giao thời anh em, cuối 99 đầu 2000. Thì mình báo giá cho anh em. Thứ nhất là cộng sơn cam với cái bánh xe lồng rin theo xe là 300 ngàn. Sơn cam theo xe bao đỉnh luôn. Đó, sơn cam bánh xe lồng rin theo xe là 300 ngàn. Là một. Cái thứ hai nữa mình báo giá cho anh em là bộ số. Bộ ý mình báo giá cho anh em là bộ nồi, full bộ nồi, cò muốn ốc chỉnh nồi. Anh em nhìn cái bộ này, bộ 99 nha anh em. 99 giao thời 2000. 9128 nè, tiếp không? Còn muốn ốc chỉnh nồi đầy đủ. Bộ nồi này anh em nào lấy là giá 7 triệu. Mình bán mà tới giá này thì anh em hiểu rồi nè. Cái cục khâu đang từ trong ra ngoài 2 mét là chưa, 2 mét vô này là chưa có miếng ăn gì luôn. Ừ.
nồi nè, pin theo xe anh em, dầu băng đó. Còn bộ nồi, nồi này là nồi 99 anh em, nồi 99 giao thời 2000. Nhông đó anh em nhìn nè, anh em nhìn tự đánh giá nha. Coi chừng quên cái gì. Đó. Ừ. Nồi này giấu ở nhà máy nó vẫn còn, khỏi cần đánh cho nó mệt. Ừ. Nồi này là do nồi 99 anh em, nồi 99, nồi này dạng nồi xe người ta chạy thường anh em. Chuông là mình báo anh em luôn, chuông này là chuông nó có vợn nha anh em. Nói nào nói chính xác là nó có vợn nhưng mà rất là ít. Chính xác là nó có vợn mà rất là ít. Về coi nè. Quan trọng là bộ nồi nó bắt như thế nào và nó êm như thế nào nha anh em. Ừ. Đây, nồi 99 đây anh em. Ngày 5 tháng 11 năm 99. Ngày 5 tháng 11 năm 99. Bộ nồi này 7 đồng nha anh em. Đây. Rất đẹp. Rất là đẹp. Anh em nhìn tự đánh giá giùm mình nha. Rất là đẹp nha anh em. Cực kỳ đẹp. Bao đẹp luôn. Đặc biệt rất bốc nha anh em, cực kỳ bốc á. Ừ. Nồi sau nè. Nồi sau nó cũng đóng đá 99 luôn á anh em, 99 luôn á mà nó mờ xíu. KFMA nè, FCC nè, đây KFLF, KFLK nè. FT chữ nhỏ nè. Đúng nồi 99 là FT nó chữ nhỏ xíu xíu à. 107 nè. Nè. Ủa lấy dép hả? Đôi dép quyền thoại hả? Bây sao chặt bốn ấy chứ. Nè anh em KFLF chữ nhỏ nè, FCC nè, tại nồi 99 mà. Nè. Rất là VIP anh em ơi. Rất là VIP. Em bao tất tần tật cho anh em mình xài nha. Bộ này 7 triệu nha anh em. Còn cái bộ số này á thì anh em lấy á, thì mình cũng nói anh em luôn, giá nó căng á. Mình bán bộ số này 3 triệu á, bộ số 99 này cốt tải đầu bằng nè anh em. Số 99 nè. Số này thì anh em miễn bàn đây nè, số 99 cốt tải đầu bằng nè anh em. Bạc đạn này riêng theo xe, bạc đạn này là dính, nó dính ở trên mình cái lốc số á. Cái cốt tải nó mới, hầu như là nó mới như 100% luôn. Chỉ mới có dấu phớt bắt nhông thôi anh em thấy không? Hoàn toàn là không có một cái dấu ngấn gì luôn. Đó, mình quay cận cảnh cho anh em coi luôn. Ừ. Những anh em nào chuẩn bị mà ráp máy căng căng là liên hệ mình nha. Ừ, chuẩn bị mà ráp máy căng căng ăn Tết này đó, anh em có điều kiện á thì anh em liên hệ cho mình chơi. Còn con số 2 đó anh em nhìn nó đen thui luôn. Không có tì vết gì luôn nha anh em. Nó trên một bụng máy này ra luôn bà cha nó, thì nó được cái bộ dân lóc nó quá cọp luôn. Dân lóc này nó còn nguyên em bán 5 triệu rồi, bây giờ còn bán được cây dân không à. Cây dân này em bán 3 triệu đó, em báo anh em luôn đó. Em bán 3 triệu em tặng cho anh em miếng lóc luôn, cho anh em về hàng lại ráp xe cỏ. Ủa dân lóc này không, nếu mà nó còn nguyên là em bán từ giá là 5 triệu rồi. Nói chung là bộ này là chỉ có nước mà nè, đầy đủ cho phụ kiện cho anh em, không có thiếu cái gì hết trơn á. Chỉ có nước mà lên xe là múc thôi chứ làm cái gì nè. Nó chưa có mòn một miếng là gì nữa. Đó, con heo nè anh em nhìn đi. Đồ đẹp là nó đẹp thôi chứ mình quay clip kiểu này đâu có giấu giếm anh em được đâu. Đây. Long đền báo số rồi, anh em nhìn cái báo số nó coi có miếng mòn nào không nè. Báo số nó như tồn nè. Cửa không gãy nha. Có số cọp luôn á chứ vẫn chơi hoài. Ừ. Cốt đạp cốt số của người ta anh em nhìn. Đó. Tự đánh giá luôn anh em. Ừ. Bao đẹp. Chấm mực chấm sơn gì còn đầy đủ cho anh em luôn.
Full bộ số này là 3 triệu nè. Bộ nồi 7 triệu nè. Còn cây dên này á, bán cây dên tặng cái lốc. Bán cái thôi dên lốc là 5 triệu rồi. Cái máy mới rã lần đầu có cây dên. Anh em kiếm tì vết cũng không có nữa. Đẳng cấp luôn á anh em. Đạn nè. TMB 304 nè. Da băng CU nè, NTN nè. Còn mực luôn. Tay cáp L11 nha, đời thấp nó chữ nó hay nằm bên này nha anh em. Giờ này anh em đừng có nói rơi chân á như trên ép luôn á. Ừ, không có tì vết ngấn gì luôn nha. Nhông bơm này nha anh em. Đầu bên nồi anh em nhìn nè. Ừ, mình mới rã, tự mình rã ra sáng luôn. Ừ, thiệt là tình chứ nè. Răng cỏ hết có biết. Cái dên này em bán 3 triệu đó. Em tặng anh em miếng lóc luôn đó. Ừ. Anh em về anh em cũng lấy được cục bơm nè. Anh em cái lóc này anh em xài bình thường. Anh em đắp lên em xài bình thường. Mà có một cái nó không có thẩm mỹ anh em ơi. Quá chứ ổn. Rồi anh em có xài gì thì liên hệ mình. Mình cũng tranh thủ mình vô mình có hàng nữa. Bữa nay đơn nhiều lắm. Dồn mấy ngày rồi nghe anh em. Vậy anh em.